Ngay bây giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng thư viện trong phần mềm Lumion sẽ rất là dễ chịu và tuyệt vời. Các bạn chọn chuột trái vào vị trí dưới này, Object. Lumion có 8 hạng mục thư viện hỗ trợ chúng ta và rất nhiều cây cối hoa lá chim muông trong này. Các bạn có thể sử dụng tùy ý. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau chọn cây và bố trí cây. Tôi sẽ chọn kiểu cây ở đây. Ở đây tôi chọn là cây thấp và chọn kiểu đầu tiên. Để bố trí cây, các bạn có thể chọn chuột vào vị trí bất kỳ là phần mềm sẽ tự động nhận bề mặt và bố trí cây chúng ta. Ví dụ tôi bố trí ở đây, tôi chuột trái lần thứ nhất. Nếu như tôi nhấn phím Z và chuột trái lần thứ hai thì cây thứ hai của tôi sẽ có kích thước khác cây thứ nhất. Đây là tính chất ngẫu nhiên mà phần mềm bố trí sẵn cho chúng ta. Tôi nhấn phím Z và bấm chuột trái lần thứ hai vì cây thứ hai của chúng ta được tạo ra. Các bạn có thể di chuyển cây bằng lệnh này, M, Move Object. Các bạn bấm vào biểu tượng hình tròn đại diện một cây, nhấn chặt chuột trái và chúng ta kéo. Ví dụ tôi kéo qua vị trí này. Sau khi kéo xong, tôi thấy cây hơi lớn. Ngay cạnh lệnh di chuyển chúng ta có phần Size Object. Các bạn có thể cho cây nhỏ lại. Trên 2 tức là chúng ta tăng giảm chiều cao cho nó. Tôi có thể kéo cao lên trên hoặc thấp xuống dưới. Rất đơn giản phải không nào? Và thật đơn giản để xoay đối tượng, các bạn chọn lệnh bên cạnh, không có gì dễ dàng hơn. Tôi cũng chọn và xoay. Đương nhiên rằng tôi chỉ có thể xoay cây thôi, bởi vì chúng ta đang ở phần catalog của cây, không thể xoay người được. Các bạn hết sức chú ý điều này nhé. Để copy hay bố trí 10 đối tượng một lúc thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Các bạn chọn về lệnh di chuyển. Nếu copy thì phải nhớ lệnh di chuyển. Chúng ta chọn lệnh di chuyển, các bạn nhấn phím Alt Tab trên bàn phím, giữ chặt chuột trái và đẩy ra ngoài, chúng ta sẽ có một cây mới hoàn toàn. Thật là dễ dàng. Tôi có thể nhấn Alt Tab và copy qua đây một cây nữa để tạo thành bụi trông đẹp hơn. Đương nhiên rằng bụi thì phải có cây cao cây thấp thì trông với hài hòa và hợp lý. Tôi cho nhỏ hơn. Nếu như các bạn lười, có thể muốn bố trí 10 cây một lúc thì chúng ta làm như sau. Các bạn chọn về tạo cây. Các bạn nhấn phím Ctrl và bấm vào vùng nào đó thì lập tức phần mềm sẽ tính toán và cho chúng ta 10 cây bố trí một cách ngẫu nhiên. Cách này ứng dụng tạo rừng cây rất nhanh. Tôi bấm chuột trái thì 10 cây của chúng ta đã được thành cụm và bố trí khá ngẫu nhiên. Tôi có thể chọn xa hơn một chút. Hãy chú ý rằng số lượng cây quá nhiều thì máy các bạn sẽ chậm và cả lắc đấy. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ nhấn phím A trên bàn phím để xoay qua bên này. Chúng ta cùng nhau bố trí ô tô thì sao nhỉ? Tôi xoay và bố trí ô tô trên con đường này. Các bạn chọn về catalog của ô tô. Tôi bấm vào đây để chọn ô tô. Tôi chọn chiếc ô tô con. Và chỉ việc thả vào con đường này mà thôi. Rất đơn giản. Sau khi thả vào, các bạn có thể bấm vào phần Edit để đổi màu và chọn đúng ô tô. Và chúng ta có thể đổi màu cho ô tô. Rất nhanh và gọn gàng. Phần mềm này cho chúng ta tùy chỉnh khá dễ dàng. Ví dụ tôi chọn dạng đỏ này và kéo thang màu này xuống sao cho trầm hơn. Rất đẹp đúng không các bạn? Để thoát bảng này, các bạn có thể bấm vào lệnh di chuyển. Chúng ta có thể di chuyển ô tô, đặt đúng vị trí. Còn nếu muốn bố trí thêm người, các bạn có thể chọn vào phần People and Animal và chọn người. Chúng ta có thể chọn một anh chàng đang bơi chẳng hạn. Tôi sẽ thả anh ta vào cái bể này. Chúng ta thả vào nào. Vậy là chúng ta đã có anh ta đang bơi trong bể. Tôi tiếp tục chọn người. Các bạn có thể chọn Woman 3D hay là những đứa trẻ. Tôi chọn và bấm vào từng vị trí mà thôi. Rất dễ dàng. Ví dụ tôi để ở vị trí này. Rất nhanh phải không nào? Chúng ta nhấn phím E để thấp xuống quan sát. Rất nhanh gọn. Có thể nói đây phần mềm khá trực quan và cho các bạn khá nhiều thư viện để tùy chỉnh. Tương tự các thư viện còn lại, các bạn có thể tham khảo thêm ở nhà. Trên đây là những cách cơ bản nhất để chúng ta sử dụng thư viện và biến đổi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn may mắn và thành công.